Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh mình các bạn ơi. Thì là hiện tại là hôm nay là một buổi chiều nó rất là mát và rất là sáng luôn. Thì là mình với anh Ba Gâu, là em của mình đó, thì mình gọi là anh Ba Gâu, thì là sẽ là làm món là ốc bu vàng luộc nước dừa. Tại vì mùa này các bạn, ốc bu vàng rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là anh em mình sẽ chọn một cái địa điểm là ở trên ghe, không, trên chè của anh Ba nha. Đó là anh em mình sẽ là chuẩn bị ốc bu vàng, chuẩn bị trái dừa và chuẩn bị cái nồi bếp ga, và anh em mình sẽ luộc thưởng thức nha. Thì nếu mấy bạn theo dõi video này á, thấy video này hay á, nhớ cho kênh của mình một like nè, một đăng ký để ủng hộ kênh của mình, cho mình có động lực ra video tiếp theo cho các bạn coi. Thì giờ là anh Ba sẽ chuẩn bị đồ nghề và anh Ba sẽ nấu các bạn. Anh Ba Gâu quá cho mấy mình nha. Chào bạn, mình là Ba Gâu. Hôm nay mình sẽ làm ốc luộc nước dừa nha các bạn. Anh Ba nha bạn, anh Ba của mình đó. Rồi, đây là ốc của anh Ba chuẩn bị nè, giờ anh Ba bỏ lên ba. Xả vô chứ. Bỏ xả chứ hả? Anh Ba làm này, khi nghe là anh Ba nha bạn. Đổ từ từ vô đi anh Ba. Rồi, anh Ba luộc ốc với nước dừa, rồi nước dừa đâu? Trái dừa hả? Giờ chặt cái dừa, giờ mình sẽ chặt phụ anh Ba bạn ơi. Thầy Ba ơi, mình đã chặt trái dừa cho anh Ba Gâu rồi, thì giờ anh Ba Gâu có đổ vô. Các ốc luộc nước dừa nào cho anh Ba? Có vậy nữa. Anh Ba cầm trái dừa mới không nổi luôn các bạn. Nó bạn thấy không? Hết đơn hết chưa? Chưa hết đâu anh Ba. Rồi. Thì mình sẽ luộc là vừa đủ mình với anh Ba Gâu ăn thôi. Anh Ba ơi, bỏ lên bếp ga anh Ba ơi. Mình chuẩn bị bếp ga rồi đàng hoàng luôn rồi. Cái bình ga đâu? Đó, chị ga đó, chứ bình ga gì? Rồi. Anh Ba mình lấy nguyên miếng thiết luôn bà. Để nè, đó. Che gió lại. Các bạn ơi, giờ trời mưa rồi, mình chạy vô nhà. Cái nồi mình còn bỏ đó kìa các bạn. Tự nhiên trời nó không có đen mà nó mưa, nên mình để nó luôn. Thì mình có cái miếng đó mình che lại rồi, nên mình sẽ không sợ nó bị ướt. Bạn đi nè, mình cho bạn coi nè, bầu trời trên nó rất là xanh luôn, bạn thấy không? Các bạn thấy mình gọi luôn hơi bị chá rồi, thôi sắp hết rồi, nó chỉ có 5 gram thôi bạn. Sao thì là cái nồi đó là mình đã che cái miếng nó rồi, mưa mà từ ngoài nó tạt vô quá thì không có ướt được, nên không sợ. Sao nó có nhiều vậy anh Ba Gâu? Đâm có miếng muối bạn, kệ, có hai em ăn nhiêu đủ rồi. Còn thêm miếng muối kia nữa mà. Muối nào? Bây giờ lên xuống chọn muối kia luôn đi nha. Đó bạn, Ba Gâu đó. La con này lên không? Chó này nó cứ theo Ba Gâu luôn bạn. Nó như là cánh tay phải của anh Ba vậy đó. Tối ngày đi mà. Thì giờ mình chờ tạnh mưa chắc cũng chín đó bạn. Tại nó bốc khói quá trời, bạn thấy không? Thôi bạn coi, đó. Nó bốc khói quá trời luôn, chắc sắp chín rồi. Đi lên. Nó chưa lên kìa. Mày đi không? Đi lên mẹ. Đi, đi. Thì nói gần sau nè. Mình đem cái miếng này đem đi trả về bờ các bạn. Đó. Mình cho lên chảnh đi. Nó bốc khói quá trời nè. Hồi nãy mình lấy trái dừa này mình dằn. Trái dừa này cũng hết xài rồi. Mình cho đi luôn. Thấy không? Mình đậy lên tí nữa. Để mình cho bạn coi nè. Các bạn thấy xoay không? Đó. Nhưng mình cho thêm miếng tí nữa nha, cho nó thấm nước dừa rồi mình ăn. Thì này là xà lan của mình muốn vậy nha các bạn. Ngon quá bạn ơi, nó hở miệng chưa bạn ơi? Sắp chín rồi, lắp chín đổ vào thưởng thức thôi. Rồi giờ quay cái nồi nước trắng. Ô hiểu bạn ơi, thì làm giờ không có chỗ ăn, mình xuống mình ăn đã. Thì đây mình sẽ lấy cái này, anh nhật trước cho. Giờ em nặng nước chấm đi cho anh Gâu, nặng lên cho các bạn coi mình sẽ làm món gì. Đây mình sẽ dậy đây cho bạn nha. Đó. Đây nặng cái nè bạn ơi, nè nặng chén nước mắm ớt nè, đó rất là ngon luôn. Nặng đây, nhật
làm đồ ấy. Sao tôi ra hoài ta? Ê, cái nặng lên thì cái chỉnh này cho. À, mình sẽ bẻ đọt lá này bạn. Đó, sau lưng mình nè, mình sẽ lễ ớt ốc ốc ra ăn luôn. Đó. Trôi ra quá trời bạn ơi. Nè, cầm nó đi. Đây để chỉnh nó cho. Gâu có không chắc gì. Rồi. Rồi. Đó cây của gâu đó, anh Nhật làm thêm cây của cho Nhật nữa. Nhật tước lá cái. Đây là cái chống lá. Ngon không gâu? Thơm cái gì? Nhớ mời bạn ăn nghe gâu. Ừ. Anh em mình kéo được thưởng thức nha. Đây. Ngồi đây ngồi đi. Ờ đây ngồi, ngồi bạn đấy ngay câu đâu, xuống. Nè, ngồi xuống. Đó, ngồi xuống. Mày phẩm đi. Ờ đó, mời bạn nghe, nhớ lấy mời bạn nghe. Ăn kiểu này cực quá bạn ơi. Nè bạn. Hóc này bạn thấy không? Rất là mập luôn. Đây mùa này là mùa của nó. Đây. Đó. Nhìn thấy không bạn ơi? Giờ mình bỏ ốc qua bên đi. Nè, mình sẽ chấm như này. Đó. Mình chấm vô. Rồi nhìn thèm luôn á. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Từ giờ nước dừa nó ngon bạn ơi. Lũ nước dừa nó sảy. Ừ. Đó. Cay. Đây bạn, thì nó ốc bự nè. Đó, phải không? Ừ. Thì mình sẽ thử là ốc này á mình ăn nguyên con được luôn các bạn, chứ không phải là mình thấy đâu tại nhầm người ta kỹ thôi. Tôi sẽ đau bụng thôi, nhưng mà mình ăn nhiều rồi. Mình sẽ thử nguyên con cho bạn coi nha. À. Đó. Mời bạn nè, ốc này là mình ngâm là 2 ngày rồi. Rất là sạch. Mời bạn nha. Rồi, bước ra mình chạm rồi. Mời bạn nha. Rồi, bỏ hai qua trái ớt. Mình công nhận là nó luộc nước dừa nó ngon bạn ơi. Nó thơm, nó ngọt nữa. Ngọt nữa. Ngọt thịt nữa. Thì mình ăn một con là để nguyên con các bạn. Tại nhiều quá mình ăn vậy là hồi là dễ bị ấy lắm, ăn ít thôi. Mùa này mùa của nó nha, mùa ốc mùa vàng nha, để mình ăn cái xong bạn. Mình hấp luôn đưa nước được các bạn. Đây mùa của nó nên nó rất là nhiều luôn. Nên mình sẽ ăn thoải mái. Đây bạn. Bạn nhìn đi, đó. Rất là ngon, dễ quá. Anh em ăn xong, anh em mình dục ăn sau luôn. Nè. Bãi gâu các bạn. Giờ đó là nó hay quay clip chung với em mình lắm. Cái gì cũng nó làm phụ mình chứ á. Mấy người kia nó bạn đi học á, chứ phải mình nói mấy người kia là không làm nha. Nên quay buổi sáng á là có thằng Bảo, thằng Huy. Còn gâu học buổi sáng, còn mà nếu mà mình quay buổi chiều thế này á thì có anh bãi gâu à. Rồi thứ bảy là mấy đứa nghỉ thôi. Rồi kia đi làm rồi. Còn Khang các bạn. Nó đi làm rồi. Phụ gia đình. Nó đi học nghề với mấy làm bạn ơi. Nó đi làm là bậy. Nó đi học nghề sửa ô tô. Nên là giờ mình quay là nhằm bữa đứa này nhằm bữa đứa kia các bạn. Giờ cũng không đông đủ 10 lúc nữa. Ngon không bà? Ừ. Mình chỉ luộc là dừa. Anh em mình ăn thôi. Không có nhiều quá bà. Nó đi làm nghề sửa xe nó cho. Nói vậy sửa xe cho mấy mình. Mấy mình có ô tô luôn hả? Xe máy cũng được nè. Mình đã thử, mình chỉ thử một con không các bạn. Đây. Đó. Trứng được. Mình đây là nước dừa nha. Ốc mình đã rửa sạch sẽ đàng hoàng. Mình húp nước luôn. Rất là ngon. Ủa vậy ăn nóng nóng mà này, gió thổi lên mát vậy. Anh ba nói là ở đây nó rất là mát bạn. Mát thiệt. Xong à. Cái xong mát thiệt. Gió thổi. Ăn xong là mình bỏ cái xong luôn. Bạn ơi, nè chấm cái chấm nè. Ừ, ngon. Mời bạn nữa nha. Mình mỏi giò quá trời. Mời bạn nha. Cái chấm giả.
này tiêu không xanh hết rồi. Ăn đĩa mới đã. Anh ít tưởng ít lắm chứ không, mà sao nhiều vậy? Quá đã. Cao quá. Mẹ bỏ máy chết rồi. À, rau ăn ốc nhiều được không? Ốc này nhịt. Dạ bụng mạnh rồi. Mạnh phải không? Rau nó là lúc trước là nó bị đường ruột yếu bạn. Mình đi quay á. Dạ bụng khỏe rồi. Mình sợ nó ăn nhiều quá không được nên là nó nói nó mạnh này. Dạ cha cho. Mày ăn này cho về về, cái này ăn mày cho chịu ăn cơm được. Được, nổi chưa? Hả? Nổi chưa, mới có mấy giờ, một hai giờ. Rau là nó không được uống nước ngọt các bạn, như chị Tin đó mình nó chị Tin nó không được uống đó. Nước ngọt thì cũng không được đâu phải không? Uống được à, mà uống ít à. Được ít à. Uống không hơi đó, uống nước tiêu vô nha. Uống nước tiêu à? Má thì mình giật đốm hôi nè. Cay quá. Cay mà nó nóng lắm. Hay bữa nào anh em mình lượm một nồi thiệt là bự rồi anh em mình làm ăn luôn. Rồi mình luộc nó vừa á. Okay. Bạn ơi. Nước có thơm quá. Thơm lên nước dừa với sả. Mình chắc bỏ bớt rồi. Thầy còn mấy miếng ở trong ốc á thì mình thưởng thức thôi. Ăn ăn nó đi nè. Mời bạn nữa nha. Uống lắm nè. Ô còn nhiều lắm rồi. Ốc này á, mình chấm con mẻ ngon đó bạn. Mà tại mấy mẹ nhét ăn dữ cay quá. Rồi. Rau làm nước chấm ngon quá. Mình dở này chích ra cho bạn thấy mình. Tiêu không đâm hết trơn á, nhai nguyên củ không chết vậy á. Dạ. Đã không? Thì bữa nào cho em đi kéo cơm về, có cá lóc vừa về để cho em nấu ăn. Anh giờ nhìn thấy cay quá thì cay à, ăn nổi nữa không? Nổi nữa. Ốc nữa bạn, nước nè. Ốc này bạn, nước ngọt lắm. Ừ. Nước dừa mà không ngọt. Thôi ăn nhớ vậy chứ uống gì nước tiêu nghe anh ba. Dạ khỏi uống nữa chứ. Thôi uống đi. Anh nhờ phải uống nó đó. Tại vì ăn nhiều quá sợ tối nó trương bụng mà. Nói bạn nha. Ốc những người ốc nè, ăn con bự đi cho đã. Anh Nhật rửa, anh Nhật ngâm 2 ngày rồi đó. Nên anh Nhật mới dám luộc nước dừa mà ăn gì đó. Ốc bu vàng thịt nó sực sực. Ốc bu đen á. Dạ, nó bự hả? Ốc bu đen á thì mình nhớ là mình ăn chưa, cũng không nhớ đâu mà. Tại đa số dưới quê thì mình ăn ốc bu vàng là nhiều. Ốc bu đen hiếm á. Chắc khi nào có tiền mình cũng ăn thử ốc bu đen á. Ốc bu vàng. Khỏi cần có tiền. Ốc bu đen bắt đầu có. Còn bây giờ mình ăn ở bù vàng đi. Ăn gì? Thôi, đứa ăn con nghỉ rồi. Đứa ăn con này nghỉ nha. Giờ mình cho ba rau mình chia con này rồi mình cho ba rau thêm con nữa các bạn. Nhiều quá không tốt đâu. Rồi. Còn chúng mình bự bự cho ba rau ơi. Con nó thôi nha. Ăn thêm dưỡng nước tiêu nha. Thì giờ mình xin là mình dừng còn ba rau ăn thêm con nữa. Ở đây mát ha, tí tưởng nha. Mày biết lỗi không? Không mặc áo phao. Chả mày. Bạn nghe bóc đi. Bóc đi con cuối cùng đó. Thì giờ là anh em mình chắc xin kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy video này có hay á, nhớ cho kênh của mình một like, một đăng ký đi.
Tự nhiên hồi nãy quay clip thì nó mưa, rồi giờ hết quay chuẩn bị hết kết thúc thì nó nắng quá trời bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy video này hay nhớ cho mình một like đi, một đăng ký, một chia sẻ. Bây giờ là anh em mình sẽ lên rửa nồi, rửa son, rửa bọng rồi đi trả cho cô Lễ. Tại mình quay bên nhà của cô Lễ mà. Bây giờ hẹn lại bạn nha. Bye bye.